Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại review cái máy ép cò đa năng, nhưng mà cái này là tự động bấm điện. Công tắc bật nó hiển thị. Tất cả nó có những cái này là cái gọi là cái mức tức là cố định của từng cái loại tuyo một, tức là nó gọi là cân lực ấy. Đây các bạn nhìn này, nó ép được từ đầu áo 12 và áo tức là áo dày và áo mỏng R12 và R134. Thì đang ép cái dòng này áo R134 tức là áo mỏng, tuyo rất nhỏ này. Đây, cái này mình cứ cắm sẵn ở đây thôi. Cái này ép thôi. Toàn bộ những cái đầu này ép rồi. Ép trước nha, cân lực view đây. Đây là đang mình đang để cân lực cái ép cái đường hồi nhá, tiêu đường hồi đây 900 này. Ép cho các bạn xem nhá. Đây, chỉ cần nhấn nút đây thôi. Có đây chỉnh cân lực ở đây này, nó có nút chỉnh như này. Mà to nhỏ đây này. Đấy, cân lực. Đấy, ép. Đây mình cứ đặt làm sao căn nó chuẩn ở giữa được. Đây, mình cứ đạp này. Đạp thoải mái đây, nhìn này đồng hồ này. Cái nhảy ngắt này đấy. Nhảy về E luôn. E là đủ lực ngắt nhả này. Đấy, nhả thì mình bỏ cái này đi. Đấy, há ra. Rất dễ luôn. Đây. Đây nhá, ép đầu tiếp theo này. Đây, tiếp theo. Đấy, đây, lại cho đây thôi. Làm sao mình cứ chỉnh làm sao nó cân ở giữa được. Cái này ép xuống không? À, nhất là rất là nhỏ gọn mà bằng điện. Chỉnh bằng lực. Đây, nhìn này. Đạp nhá, đạp bàn đạp này. Đạp chân một tay được này. À, quay đây này. Ngắt luôn này. Ngắt này. Đấy, mình cứ dí điện này nó ngắt, tự ngắt. Đấy. Trở về E này. Nhả chân ra là hết rồi. À. Nhìn đẹp không? Cái này gần như là khống chế rồi, không sợ bị bẹp. Không sợ bị quá lực mà nó tóp cái ống này đâu. Đó. Rất tiện lợi nha. Thì đây. Đây là mình ép cái áo 3 đi. Áo 3 con này là áo mỏng thì mình đưa về 800. Đây chỉnh như này. Đưa về 800, 800 này. Đưa về 800 nhá. Áo 3 là áo mỏng. Đây là áo mỏng này, đưa về 800 này. Mình nhìn cái đồng hồ này. Chỉnh về 800. Đó. Là xong rồi nhá. Nhả chân ra. Đẹp không? Đầu nó đẹp. Tiếp tục đầu lại hết không? Đấy. Khi đủ lực cái là tự ngắt luôn, mình vẫn đạp cái bàn đạp. Tự ngắt nhả là nó hết. Đẹp lắm, cái này không sợ bị bẹp ống đâu.
là dễ thao tác. Đây mình ép cái vẫn là áo mỏng nhưng mà đường đẩy nhá. Đường đẩy này còn đường cao nhá. Thì cái đường cao thì cân lực của nó là 900. Mình sẽ chỉnh đi. Chỉnh 900. Đó. Tiện lợi, rất tiện lợi. Tiếp ngay đầu. Cái này. Để mình khống chế đi. Để cho khi mình ấn cái này vào nó đến cái điểm của nó. Cái này ép nó rất nhanh và rất tiện. Tiện lắm. Chỉ tí là được mà nhỏ gọn. Cái này nó nhỏ gọn này. Mình đặt ở vị trí nào cũng được. Không gian thoải mái. Đây nó còn cái này nó còn có cả cái giá để đồ luôn. Giá để dụng cụ trên này, các cái đồ co, các thứ dao cắt. Hoặc là như những cái áo này. Áo này mình để lên đây. Mà tiện. Thì đây mình vừa ấy review cho anh em thợ cái máy ép co di động, à máy ép điện, nhưng mà cái này là nó có chỉnh lực, không sợ bị tốc ống. Nếu anh em mà có nhu cầu tìm hiểu cái dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333 hoặc là app Zalo, Facebook đều trên số điện thoại đấy nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.